nói sao phải vui mà không bước bên cạnh nhau. Thì ta có đau, don't mean you're fine, I sẽ lâu. Ai sẽ để lo đủ đau này, vô tâm quay lưng ta thở ơ. Lòng ngầm băng ra như vì sao, vừa không biết nhau. Lặng im băng qua chẳng nói một lời. Thôi, thế thôi, demo nhà hàng như thế thôi. Siêu phẩm sắp có ở trên kênh Bản Tin Rap Việt anh em nhá. Đấy, anh em nghe qua thì chắc anh em cũng đoán được đấy là bài gì rồi. Tuy nhiên là nó lạ lắm. Cũng là siêu phẩm nhưng mà không phải siêu phẩm auto chat. Rồi, ok hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui được gặp lại anh em trong cái buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù là hôm nay vẫn là một cái ngày đắm chìm trong không gian âm nhạc nhưng mà vẫn không quên anh em. Đấy, buổi tối vẫn là lên clip để phục vụ các anh em mà đam mê về cái bộ môn auto chat. Trong đấy là có chủ kênh. Cũng đam mê nhưng mà dạo này thì niềm đam mê đã bị chia đôi anh em ạ. Nhưng mà vẫn đam mê anh em nhá. Thế nên là anh em cứ yên tâm. Tôi thấy là có một vài anh em là comment sợ rằng là tôi đam mê với cái thể loại âm nhạc quá là tôi quên mất cái auto chat này. Đấy, tôi bỏ auto chat thì chưa anh em. Vẫn đam mê. Anh em cứ yên tâm. Anh em thấy là dạo gần đây tôi cũng ra đều video clip hàng ngày mặc dù là tôi cũng rất là bận. Đấy là anh em biết là tôi cũng đang là cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Đấy chính là ra clip hàng ngày đấy anh em. Đấy, auto chat ấy. Đó, thế là anh em cứ yên tâm nhá. Chỉ trừ khi mà anh em thấy là như thế này này. Thấy là hôm nay ông ra một clip, sau đó tuần sau ông ra một clip nữa, sau đó là thưa dần ra, ví dụ như là tuần sau nữa thì vẫn chưa ra mà lại phải 2 tuần sau nữa mới ra. Thì rõ ràng là đấy là cái lúc mà tôi thôi tôi không nói nữa nhá, thế là anh em hiểu rồi. Còn bây giờ thì chắc chắn là nếu mà ra clip đều hàng ngày như này thì anh em cứ yên tâm là anh em vẫn còn có thể là được xem tôi dài dài ở cái bộ môn này. Đấy, còn một vài anh em bảo tôi chuyển sang cái bộ môn game khác, bộ môn TFT để lấy thêm view. Thì cũng chia sẻ thật với anh em là như này. Bây giờ mình cũng có tuổi rồi, nên là mình cũng nói chung là về game các thứ tôi cũng không có đam mê lắm anh em ạ. Tôi nói thật sự là như thế. Đấy, bây giờ chuyển sang TFT ấy, thì thứ nhất là gì? Nó cũng là một cái bộ môn môn game. Đấy mà bây giờ thì kiểu con cái tôi nó cũng lớn rồi nên là tôi cũng không muốn là dính dáng đến game nhiều anh em ạ. Đó, tôi nói thật với anh em là những cái lúc mà tôi làm clip này là tôi phải đuổi hết. Không cho một cái đứa nào là lởn vởn xung quanh tôi để mà nó nghe tôi coi như là tôi bình luận cả. Rất là sợ các con sẽ học theo những cái lời bình luận đấy. Lời bình luận của tôi thực ra là không quá tục tĩu, là không quá bậy nhưng mà thực sự là nó không phù hợp cho cái bọn trẻ con anh em ạ. Thế là có một vài lần, có một vài anh em khoe là cho con cái xem ấy. Thì tôi cũng khuyên các anh em là đừng có cho các con em của các anh em xem. Bởi vì thực sự là đây là kênh dành cho người lớn chứ không phải kênh trẻ con. Đấy, những cái có thể là những cái câu chuyện nó hoàn toàn nó không quá bậy nhưng mà nó cũng không phù hợp với cả lứa tuổi trẻ con. Anh em nhá. Đó. Thế nên là cái lý do mà tôi cũng không muốn làm về game nhiều là như thế anh em ạ. Nó khá là ảnh hưởng đến con cái. Còn một cái lý do nữa thì chính là cái việc là nếu mà làm game ấy thì thực ra vào cái thị trường game này thì bây giờ nó cái tính cạnh tranh nó rất là cao. Đấy, và cái khả năng bản thân mình ấy thì mình biết là mình đang ở đâu, mình đang tới đâu. Đấy, liệu mình có thể là bứt phá lên để thành cái người gọi là xuất sắc không? Trở thành một cái ngôi sao ưu tú ở trong cái lĩnh vực game này không? Thì tôi khẳng định với anh em là không nhá anh em nhá. Đấy, không. Thế nên là tôi cảm thấy là gì? Là mình tự tin ở cái lĩnh vực nào mà mình có thể có khả năng bứt phá lên để trở thành một cái người xuất sắc thì tôi làm thôi. Đấy. Thế nên là tôi cái quá trình mà tôi học nhạc và tôi làm nhạc ấy, tôi đó là một quá trình học tập và lao động một cách nghiêm túc. Đấy, bởi vì tôi xác định là tôi làm, đã làm ấy là tôi làm cho ra làm. Đấy, cho ra ngô ra khoai. Anh em cũng thấy là sản phẩm âm nhạc ra cũng đều và không phải là làm cho vui. Đó, rất là nghiêm túc, trau chuốt từng câu chữ, từng lốt nhạc. Mặc dù là nói trước thì bước không qua nên là tôi cũng không hay nói trước. Nhưng mà tôi nghĩ là những cái gì cố gắng của tôi ấy, mà tôi cố gắng hết mình ấy, thì tôi cũng sẽ, cuối cùng tôi cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng thôi. Có một cái thành tích nho nhỏ muốn khoe với các anh em. Các anh em thì cũng biết là tôi PR cho cái kênh YouTube Bản Tin Rap Việt. Chứ còn tôi không có PR cho cái kênh TikTok. Đó.
Tức là tôi không có kêu gọi ai vào xem cái kênh TikTok hay là vào vào sub ủng hộ hay là vào xem những cái video đó cả. Nhưng mà hiện tại ấy, sau một ngày cái kênh đó được lập ra thì bây giờ hiện tại là tôi đã có hơn 1.000 view ở trên đấy rồi. Đấy là một thành công bước đầu. Và cái video sau thì cái video thứ hai của tôi ấy, thì cái lượng view của nó nhiều hơn cái video đầu tiên. Đó chính là cái mức tăng trưởng. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy được là nó có tiềm năng. Đấy, và cái khả năng là nó sẽ còn phát triển nữa. Và cái thành công bước đầu này thì nó cũng sẽ là cái động lực cho tôi. Mặc dù là hoàn toàn là bây giờ hiện tại tôi làm cái kênh đó tôi mất tiền, chứ tôi cũng chưa được cái đồng nào cả. Nhưng mà tại sao mà tôi lại có hứng thú đến như thế? Đấy, nó có tiềm năng. Đấy, còn nếu mà nó không có tiềm năng ấy, giống như là kênh Pingly Idol mà trước đây tôi có làm ấy, thì tôi cũng dẹp luôn rồi. Cái kênh Pingly trước đây làm mất rất nhiều thời gian, rất mất nhiều công sức, nhưng mà không hiệu quả. Đấy, hao mòn máy móc rất nhiều. Và cái lượng view của nó rất thấp. Hơn một tuần mà mới chỉ được hơn 300 view thôi. Thì nó khác với cái kênh này. Kênh này tôi nói thật với anh em, tôi tham khảo chán chê rồi. Đấy, các cái kênh YouTube mà nó có một cái mức tăng trưởng nó gọi là nhanh ấy, thì cái lúc đầu họ up lên cũng thế thôi. Mấy cái ngày đầu nói chung ấy là cái rơi vào tầm 1.000 view đó là nó gọi là khá là ok. Đó. Và nếu mà chúng ta chăm chỉ, chúng ta làm đều và chúng ta có một cái chất lượng âm nhạc nó hay thì tôi nghĩ là sớm muộn gì thì nó cũng lên. Đấy. Và cái kênh YouTube ấy mặc dù nó không lên sớm nhưng mà rồi nó cũng sẽ lên. Bởi vì làm sao? Chính cái kênh TikTok ấy nó mới là cái nguồn mà tôi quảng cáo chính để mà dẫn sang cái kênh YouTube. Đó, kênh TikTok thì cái thời lượng của một cái video nó khá là ngắn, nó sẽ không thể full cái bài hát được. Nên là họ cũng sẽ muốn là nghe full cái bài hát, họ sẽ sang kênh YouTube thôi. Đó. Đại loại là như thế, muốn chia sẻ với anh em một chút về cái bước chặng đường của tôi trong cái thời gian tiếp theo nha anh em nhá. Nó cũng rất là rõ ràng chứ nó cũng không có gì mập mờ cả. Đấy, còn cái việc mà anh em chơi auto chat và anh em lo ngại cái vấn đề là tôi nghỉ auto chat thì anh em cứ yên tâm. Đấy, clip vẫn ra đều mà. Nó chỉ là gì? Chỉ là tôi ở trong một cái ngày của tôi ấy, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn cho công việc. Đấy, cái thời gian ngủ nghỉ của tôi là ít đi. Cái thời gian ăn uống của tôi là phải nhanh lên. Đấy, dành cho con cái thì nó ít hơn. Đó. Còn xin chia sẻ với anh em là nó cũng sẽ không bớt đi một cái thời gian nào để mà làm video clip auto chat cả nha anh em nhá, anh em cứ yên tâm. Còn nếu mà tôi nghỉ thì tôi sẽ thông báo trước. Đấy. Ok anh em nhá. Rồi. Trận này nói chung ấy là chúng ta có cái bộ client sớm. Cũng ra là cái con ngựa rồi, nhưng mà hiện tại thì nó cũng chưa biết là nó có lên được 2 sao không. Đấy, mà tôi nhận thấy là có vẻ như chúng ta có thể chơi được Clive Human đấy. Mặc dù chưa có chuỗi đâu, chưa có chuỗi nhưng mà hiện tại nó có 4 Clive thì giai đoạn này cũng khá là khỏe rồi anh em ạ. Giờ chỉ cần lên con Berserker 2 sao thì cũng tự tin đánh chuỗi thắng đấy. Hy vọng sẽ có những cái món đồ tăng cơ nó khỏe khỏe một chút để chơi cờ lai anh em nhá. Ui dồi, quả trứng này có lên đập cho Berserker không? Hay là chúng ta để dành chúng ta đập cho con ngựa nhỉ? Từ từ đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là sẽ là cho con ngựa ngon hơn. Gậy gai à? Lấy được mỗi gậy gai. Gậy gai cũng được. Tôi lấy ra con Fallen Witcher tôi lại bán đi. Chứ bây giờ Fallen Witcher 2 sao đấy. 2 sao mà chơi có 2 sao chuyển sang Glacier Witcher cũng chơi được. Nhưng mà thôi cái tầm này thì chúng ta đang form được cái bộ gần 2 rồi anh em ạ. Nên thôi bỏ qua đi. Hiện tại là cái con rơi và cái con Live Deadline nó đang gánh tôi đấy. Đang gánh tôi đấy. Bây giờ đủ tiền lên 7 ở cho Berserker vào có thêm 2 Glacier nữa. Ok, chắc là cái thằng Hunter tôi sẽ ăn được thôi. Được chưa? Ra cả Thunder Split rồi này.
Mà thôi, không có đồ bắn trưởng đâu. Tất cả tôi nghĩ là tôi sẽ chơi đánh tay đấy. Chuyện này chơi đánh tay. Này đánh tay ngon. Trong cái truyền thuyết thấy đánh tay ngon hơn. Trưởng thì có con rớt rồi anh em ạ, không có con rồng tôi không không ấy lắm. Không có con mèo 5 đô bắn trưởng không ngon lắm. Chơi Saman thì lấy bắn trưởng. Chuyện này tôi đánh tay vào chúa quỷ ngon anh em ạ. Lấy game có chúa quỷ chuyển sang Witcher kết hợp với cả nếu mà lên được 12 là 12 con ấy, 12 con demon cực kỳ khỏe luôn. Thằng này chơi ấy à, chơi goblin à? Có phải không? Nó chưa up cấp, khả năng cắt được chuối. Cắt nổi không? Cắt nổi không? Ui được, có cơ hội, rơi vẫn sống là ăn được đấy. Con rơi vẫn sống là có thể được. Ui rơi hay quá. Cắt được chuối cộng 7 này. Sau đó tôi cũng có chuỗi luôn. Vậy là chúng ta có bao nhiêu human rồi? À, thiếu một con à? Thiếu một con human nữa. Bây giờ chỉ cần ra nhẹ nhàng ra cho tôi con Agali thôi. Chỉ còn ra con Agali thôi nhá, không cần phải ra con rồng luôn là đủ rồi. 6 human ở round 15. Bây giờ không ra thì có lên roll tí nữa này. Cái mục tiêu của cái bộ này là lúc nào cũng đánh ở 9 anh em ạ. Tức là lúc nào cũng chúng ta phải để một cái lượng tiền để có thể lên được 9 sớm ở trước round 20. Thì may ra mới kiếm được sách. Chứ còn nếu mà sau 21 mà lên 9 thì bọn nó cũng lên 9 rồi thì cái câu chuyện nó lại khác. Lúc đấy địch lên 9 thì cũng chơi mấy cái bộ mà kiểu 9 warrior thì cũng chả ăn được. Đây rồi. Lên 2 sao hộ tôi. Lâu quá mà chưa lên 2 sao, mấy cặp ở đây rồi này. Bây giờ hiện tại đang kiểu đội hình hơi chắp vá một tí. 4 Clay này xong lại 3 warrior. Đấy, xong rồi lại human 2 glacier. Giờ mà 6 Clay thì lên 9 là coi như là lên 9 thẳng luôn đấy. Lên 9 nó sẽ là 6 Clay kết hợp với 6 human. Chỉ có thể đánh được ở level 9 thôi. Mà còn phải ra được con rồng cơ. Mới ra con rồng mới làm có thế. Được ra không Clay mà không ra thì cũng không có cái đội hình đó đâu. Chúng ta chỉ chơi được một là thiếu Clay, hai là thiếu human thôi. Hay quá, vì cái round này vẫn ăn được. Round 14 ăn được là ấm rồi đấy. Vẫn chưa ra con Agali ạ, roll không nhở? Tự nhiên ra con Doom, bây giờ quay xe sang Warrior được không? Hơi điêu nhỉ anh em nhỉ? Clay chưa thấy màu, không có thấy màu Warrior, 9 Warrior rồi đấy. Doom này xong rồi con Aquaman. Rất là giống như là chúng ta chuyển sang chơi Warrior vậy. Mà trận này nhá, trong trận này là có cả con chú quỷ nhá. Rất là khỏe luôn, chơi Warrior, 9 Warrior khỏe đấy. Giờ mà không ra con ngựa ấy thì chắc là tôi cũng thôi. Mà bây giờ ra con ngựa nếu mà phải trước round 20 thì tôi mới đập trứng. Trước round 20 tôi mới đập trứng cho ngựa. Còn bây giờ mà sau round 20 tôi cũng sẽ không đập trứng cho ngựa nữa. Để dành cái quả trứng này cho con chú quỷ anh em nhá. Hoặc là con Doom 2 sao. Có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta chơi Warrior. Giáp thép à? Hay dìu pha lê? Dìu pha lê bây giờ đánh tay ngon hơn. Đang có cái con Berserker 2 sao. Tôi nghĩ là nó lấy đồ đánh tay anh em ạ. Giáp thép thì con ngựa thì lấy ngựa 2 sao thì chúng ta lấy giáp thép nhưng mà lại rất là đáng tiếc. Bây giờ cái con co mà có thể là lấy cái giáp thép thì nó lại vẫn chưa lên được 2 sao. Mà thậm chí là nó đang mới có một con duy nhất, nó chưa có đến con thứ hai cơ. Hơi đen nhỉ, ngựa mà lên 2 sớm thì có vẻ ngon không? Cái tầm sau ra 15 là bắt đầu muộn rồi đấy. Và bây giờ nói chung là tôi cũng không có ý định roll cái con đó. Tôi cố gắng là làm nào mà up lên để có thể là form về cái đội hình. Tôi nghĩ là nếu mà ra bây giờ ra chú quỷ tôi quay xe luôn đấy. Anh em ạ, lên 8 sớm để kiếm 5 đô. Chứ còn bây giờ không kiếm ngựa nữa. Ngựa thắng ăn được cái từng nào đam mới ăn thôi.
Đấy, chơi Hunter này. Hunter ở trên ngựa chưa chắc đã ăn được đâu nhá. Mà chơi Warrior thì ăn, khả năng ăn là ăn cao. Úi dồi, con Thunder ra bao nhiêu Thunder luôn anh em ạ. Mà tôi không chơi mết chứ. Trận này chơi mết thì cũng không ngon ấy. Trận này chơi thì chắc chỉ chơi được gót mết thôi. Chứ còn cũng không chơi được kiểu Saman mết với cả không chơi được Lâm Rồng 9 mết đâu. Thế là nếu mà chơi gót mết thì cũng không mạnh lắm, là tôi không chọn. Nhưng mà cũng hơi đáng tiếc, nếu mà chọn thì chắc chắn là cái con Thunder lên được 2 sao rồi. Và nó có thể giữ chuôi ở sau ra 20 luôn đấy. Kết hợp với cả gót mết thì cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà bây giờ thôi, lấy đồ hết rồi. Chốt đồ để chơi đánh tay. Nếu mà bây giờ mà kiểu ra rớt ấy, thì quay xe có thể là chọn đồ tím rèn lại, sau đó thì quay xe chơi mết cũng được. Nhưng mà đấy là trong trường hợp là ra rớt thôi. Nhưng còn không ra rớt thì chơi gót mết thì nó thiếu rớt thì cũng toang anh em ạ. Nó bắt buộc phải ra rớt. Nếu không là phải chơi ở level 10 thì yếu lắm, không mạnh. Mà còn không kẹp được cái gì vào cơ. Ra con rớt thì chúng ta kẹp được vào nhiều thứ. Nếu mà ra rớt ấy, thì chúng ta chơi 6 mết kết hợp với cả 4 gót, nó chỉ mất 8 slot thôi. Slot 9, slot 10 kẹp được thêm 2 cái con nữa. Nó sẽ là 2 con khống chế. Cái đội hình đấy đánh ở level 10 là nếu mà không kẹp được 2 cái con khống chế kiểu như Tsunami ấy, hay là Siren, thì có thể là chúng ta kẹp vào 2 con ở thuộc tộc Spirit ấy. Đấy, là chúng ta cũng sẽ có là 4 đá nữa, khá là mạnh. Ra 18 rồi, hy vọng là sẽ giữ được cái chuỗi này. Gặp thằng Clay này. Tôi nghĩ là vẫn có thể ăn được thôi. Berserker với cả Flame nó sẽ gánh được. Yên tâm, lượng nam nó rất lớn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Úi rồi, lên được 2 sao. Điều này nó sẽ củng cố cho cái chuỗi này. Liệu rằng có thể ăn được không đây? Round cuối cùng, chúng ta chỉ cần qua round này thôi. Thì sau cái round 21 thì mất chuỗi lúc nào cũng được. Đấy, nốt cái round này đi. Xin nốt cái round này để lên 50 tiền đi. Cần phải lên 50 tiền đã anh em ạ. Sau đó là cái round 21 mất chuỗi là vừa. Thằng nào hên gặp tôi sớm thì thằng đấy ăn thôi. Bây giờ bắt đầu tôi sẽ tích cái sách nha anh em nhá. Tích sách dần dần thôi để có thể lên được 11. Chí ít là lên được 11 đã. 11 nó sẽ kẹp được rất nhiều thứ, nhất là chơi chơi. Nếu mà giả sử như tôi chuyển sang tôi chơi 9 Warrior ấy, là nếu mà chơi ở level 11 nhá, là vừa kẹp được cá, vừa kẹp được Kira cơ. Rất khỏe. Vẫn 9 con Warrior nhưng mà kẹp được cả cá, kẹp được cả Kira. Thằng này tôi nghĩ vẫn ăn được thôi. Chơi beat à? Nhưng mà chưa đủ beat thì vẫn chết thôi. À đủ chưa? Đủ chưa? Thằng này chưa đủ. Hay là đủ rồi nhỉ? Trông hơi điêu. Nếu mà 6 beat thì chắc là tôi không ăn được đâu. Thằng ấy chắc chưa đủ beat rồi. Rồi. Chúng ta đến với cái đao quái. Kiếm human thôi. Vứt mấy cái con human vào, chúng ta sẽ có được 3 quyển sách ở cái đao này. Chắc chiêu từng cuốn một anh em nhé. Yo, xin chào, đây là bản tin rap Việt và hôm nay là câu chuyện của một thằng người ta gọi là sắt thủy. Đừng nói sẵn trên Shark Tank, rồi bất ngờ trở thành người ta mù. Nghe đi cái chuyện này không phải đùa, ông thì bị tham dự việc tham nhũng nên ra hồ. Nghe đây, ông thì có một bài học quyết định làm giàu từ việc kinh doanh. Lúc còn trẻ cơ, từng làm ở mò địa chất nhưng rồi bỏ học. Giờ thì công an nơi, cầm giam cùng một lời phúc. Tội danh là tham nhũng, buôn lậu và lừa đảo. Nhưng nhà đầu tư phát hiện và đưa ra tố giác chân thật là bao chuyện nhường cổ phần lợi dụng cả tin đồn thị trường xôn xao. Sao mọi điều kêu cao, anh hút cái tình gắn liền với ông quý. Đã tạo nên hệ thống nhưng giờ đây đang bị buộc phải trả giá. Đã người giáo dục tất cả đều trong tay. Nhưng vấn đề lớn nằm ở đây, vùng tòa thuần không đẹp đẽ. Bị lãi đông loạt không trả, công ty lớn nhìn vấn đề đang trở nên rối bời. Cổ phần lãi suất cao mà không có tiền, ta một vũ trụ lừa đảo. Nhưng ai dại dột sẽ rơi vào bẫy kẹo không biết. Vậy nên hãy cẩn trọng trong việc đầu tư, đừng để mình trở thành nạn nhân mới. Đừng thua bạn chỉ có một lần, đừng để kẻ lừa đảo cướp đi mất lòng tin. Và hãy sốt kênh của chúng tôi, bản tin rap Việt, hey yo.
đoạn rap anh em vừa mới được thưởng thức, nó chính là version 2 của bản tin Sát Thủy anh em nhá. Tôi còn có một cái bản version 1 nữa mà tôi đã phát cho anh em vào cái video ngày hôm qua. Anh em mà có hứng thú với cả hai version thì anh em có thể vào trong kênh Bản Tin Rap Việt để nghe nha anh em nhá. Ở trong đó nó sẽ có cái bản đầy đủ và anh em có thể nghe đi nghe lại cả hai bản. Ok. Đấy. Hiện tại là bây giờ là tôi cũng đã tích được khá nhiều sách rồi đấy. Sau đó là chúng ta có 7 quyển rồi. 7 quyển sách. Chúng ta chỉ cần tích 11 cuốn thôi. Đến round 23 là có thể lên được level 10. Là lên được level 11 luôn đấy. Rồi. Random thôi. Giáp thép. Được. Thực ra vẫn thích mấy cái món đồ đánh tay hơn. Nhưng mà thôi. Giáp thép cũng được rồi. Rồi. Chúng ta lên level 9 thì nó sẽ là như này anh em nhá. 6 Clay. Sáu human đánh ở level 9. Warlock, thằng này yếu, chưa lên được cái con ác mộng, lên được 2 sao vẫn có thể chiến được. Hay quá, ui thằng này đen với đái luôn, roll hết tiền không ra được ác mộng 2 sao kìa, quá đen. Xong rồi, ui có thằng đi luôn rồi này. Vãi đái. Ơ, thế thì lên được 11 luôn rồi này. Round 22 lên 11 à? Round 22 lên 11. Ờ, được, đủ. Thiếu 2 tiền thôi. Thiếu 2 tiền, bán con sói đi đủ. Chúng ta có 6 human rồi, không cần sói nữa. Đây. À, tôi chết, tại sao bán con sói nhỉ? Nhầm ấy. Lẽ ra lên để con sói tí nữa chuyển về warrior. Tôi nghĩ là nếu mà cái cơ hội mà ra con chú quỷ vẫn lên chuyển về chính warrior đánh cho nó khỏe. Có mất chuối ra này không? Gặp goblin này nhưng mà cái con berserker đứng góc. Khá là an toàn ở đây. Rồi. Hay quá nhờ, vớ vẩn lên được 12 ý. Trời ơi, thì đúng rồi. Chính xác nó là warrior rồi. Thế chơi warrior thì chơi gì? 9 warrior kết hợp với cả 4 glacier. Rồi. Cái món đồ này tạm thời đổi là cái blink đã. Xem là có blink không. Ui không ra blink thì đen nhỉ. Tôi lấy cái đá ma pháp cũng được. Còn cái blink này tôi blink ra phía sau ấy, lấy thêm cái blink nữa. Lấy ra phía sau. Vòng sau có hai thằng vòng sau cũng ngon. Thằng này cơ lai nhưng mà tôi có vẻ tôi mạnh hơn đấy. Tôi lên được 11 rồi. Tôi lên 11 tôi kẹp được khá con glacier hay là con thuyền trưởng này là cực kỳ mạnh luôn này. Trong cái bộ Clay con thuyền trưởng 4 đô rất trâu, khống chế liên tục. Ok. Ổn đấy nhỉ. Hay là về chuyện này về không về warrior nữa mà về Witcher. Chính ra Witcher cũng ngon nhá. Witcher mà đánh 12 con là khỏe lắm ấy. Demon lấy nhiều. được cho vào khá nhiều những cái con thuộc tộc Demon ấy. Thì con chúa quỷ với cả cái con Shadow nó sẽ phát huy tối đa sức mạnh của nó. Tôi chợt nhận thấy là ở trong cái trận này cái thằng Hunter đang khá nhiều máu. Tôi cũng đang khá đắn đo trong cái việc là chúng ta chuyển sang chúng ta chơi cái bộ Witcher anh em ạ. Thôi ra lại thua. Thằng Beat lại có sách thì tôi chịu thôi. Không ăn nổi. À được không? Ui vớ vẩn vẫn ăn đi chứ. Ui được đấy. Ngon. Beat có đồ chấn phái vẫn ăn được. Bởi vì tôi lên được 11 rồi anh em ạ. Khỏe. Thế là round này là lên 12 rồi còn gì nữa.
Chắc chắn là sau round này là kiếm được 3 cuốn là lên được 12 rồi. 6 điểm kinh nghiệm. Quá tuyệt vời luôn. Trận này có 9 mét anh em ạ. 9 mét. Cái thằng Warlock thì không tính tiền rồi. Thằng Warlock phải chết đến nơi rồi. Thằng Beat thì cũng chết. Thằng Beat chắc chắn gặp thằng 9 mét là chết. Thằng 9 mét bây giờ nó sẽ ăn được hết. Cái thằng Hunter chưa ăn được 9 mét đâu. Bao giờ Hunter nó phải kẹp cá vào thì nó mới có cái cửa. Kẹp 4 cá vào thì may ra mới có cửa. Vậy là chúng ta phải tính đến con đường là kẹp cá đấy anh em ạ. 9 mét có vẻ như là bây giờ khá căng đấy nhá. Ok, cứ lên 12 đã. Lên 12 thì thoải mái luôn. 9 warrior 4 cá. Chấp 9 mét luôn. Rồi, tạm thời nó sẽ là lên được level 12 đã này. Kẹp với cả 3 mét đã. Đồ này chưa lấy được cái gì. Búa xét à? Thực ra cái đồ xanh này tôi không lấy búa xét đâu. Nếu mà lấy thì lấy cái găng Tekira anh em ạ. Random á. Ấy, ui giời, tuyệt vời luôn. Chuẩn rồi anh em ạ. Chuyển sang Warrior anh em nhé. Chơi Warrior. Lấy găng Tekira đánh vào level 12 là quá tuyệt vời rồi. Hai Glacier nữa. Tức là chúng ta sẽ có 9 Warrior kẹp với hai Glacier, kẹp với cá, kẹp với cả Kira đấy anh em ạ. Rồi tôi đổi lốt một cái món đồ xanh dương nữa mà ra được cái Kira nữa thì thôi này. Là coi như là không phải kẹp Kira nữa thôi, là kẹp 4 cá luôn. Rồi thử nào, vận may có đến không? Không có, random luôn. Không có. Ok. Tất nhiên là nó sẽ không thể may đến như thế được. Không thể may đến cái lỗi mà hai lần random ra được cái găng tay Kira. Nhưng mà cái lần tiếp theo ấy, tôi sẽ lấy được cái món đồ đó. Lần tiếp theo tôi cũng sẽ khô máu ra cái món đồ xanh dương anh em nhé. Rồi, yên tâm. Tiếp theo tôi sẽ rèn tiếp để có thể ra được cái găng Tekira. Đấy, bây giờ thua Hunter ở đây này. Phải chuyển sang sang 9 Warrior anh em ạ. Đánh với Hunter. Rồi, đây, có Warrior đây. Rèn luôn không? Rèn luôn kiểu cái găng Tekira không? Rèn luôn đi nhỉ. Ok. Ui, quá tuyệt vời luôn. Thôi rồi. Mặc dù là vứt đồ hơi nhiều ấy, nhưng mà chúng ta đã có hai cái món đồ quan trọng. Giảm đi được một slot kẹp con Velom, thế là ngon rồi. Trận này là sẽ phải kẹp cá đấy. Bây giờ đủ 6 clan thì cũng không sợ cá, à không sợ mết lắm, nhưng mà tí nữa mà chuyển sang Warrior thì tôi nghĩ là sẽ phải kẹp. Rồi tôi mua thêm một con Half Orc ở đây. Bây giờ chúng ta không cần kẹp cái slot của con Velomancer, có thể thay bằng cái con này luôn. Chúng ta sẽ được hai Half Orc. Hai Half Orc kết hợp với cá, kết hợp với cả 9 Warrior. Rồi, chứ thế là định hình ra cái đội hình rồi đấy. Bây giờ là chỉ có roll để form thôi. Ok, bây giờ gặp thằng này thì chắc là thua. Cũng không có cái lượng đam để có thể là ăn được thằng này. Thằng này nó cũng có cái vương miệng mà. Vương miệng này nó counter vào bọn Clay lắm. Bởi vì cái vương miệng này nó đánh nó xuyên giáp mà. Đây rồi, cá rồi. Có, trận này là sẽ phải kẹp cá đấy. Nhưng mà tôi đang nghĩ là lấy con ốc. Con này nó đánh xa thì không được hưởng Kira thì cũng hơi phí. Thôi rồi này. Đây rồi. Chuyển đồ cho con chú quỷ cái đã. Thực ra đồ nó hơi khèo với tôi khô máu cái đồ xanh dương nhiều quá. Đồ hơi khèo. Chưa có đồ cam, chưa có đồ tím. Mà tôi nghĩ là tôi sẽ vẫn ăn được thôi. Bây giờ có cái Berlin tiếp cận hàng đằng sau rồi. Vẫn thua này à. Hunter khỏe phết nhỉ. Đây rồi. Có đồ chúng ta sẽ rèn tiếp những cái món đồ tím nha anh em nhá. Bây giờ không có rèn đồ xanh dương nữa. Đủ rồi. Bây giờ rèn đồ tím, đồ cam thôi. Tất nhiên là những cái món đồ này tôi sẽ không rèn đâu. Có thể sử dụng được. Đồ tím đầu tiên đây này.
Nhưng mà lấy cái đồ cam thì có phải ngon hơn không? Lấy cái giáp cuối nhỉ anh em nhỉ? Tôi nghĩ tôi lấy đồ cam. Bộ Warrior này là chúng ta có 5 trên 7 món đồ là có thể dùng được cơ. Warrior mà xài đồ cam là cực kỳ hay luôn. Giáp thép này, giáp cái khiên phản này, rồi cướp điên này, đấy. Cả cái món đồ bất diệt cũng rất là ngon. Chín mét kẹp rớt, gót mét à, gót 9 mét à? À không, đây chắc là 9 mét phách, 9 mét pha ke, nhưng mà ra là con rớt 2 sao vẫn khỏe vì nó có RO anh em ạ, thì nó cũng không khác gì rớt cả. À là không khác gì cái bộ bộ gót cả. Đó, khá là tối thượng đấy nha. Thằng đấy là phải kẹp cá chắc chắn rồi. Bây giờ cứ form về 9 warrior cho nó chắc chắn đã này. Thôi, với đùa chắc cũng phải xài luôn. Chứ còn bây giờ mà đợi cái con ốc với cả cái con Aquaman thì đến bao giờ. Thôi, giải tán human, giải tán Clyde thôi. Đấy, 6 warrior kẹp với cả cá. Tạm thời như thế đã. Rồi. Đây. Như này nó đỡ bị mất đi cái demon anh em ạ. Ok chưa? Đủ đấy. Rồi, chúng ta đủ bộ à? Đủ 4 cá 9 warrior thì chuẩn bị từ từ đã. Đây, cái đao này tôi sẽ đổi cái chữ Warrior vào. À, không được, con này không lấy được. Cái con Doom cũng sẽ không lấy anh em nhá. Nó sẽ bị mất cái Demon của con chúa quỷ. Nên là thôi, tôi không lấy đâu. Bây giờ cứ kiếm đủ 9 con Warrior đã. Kiếm đủ 9 Warrior vào đã anh em ạ, giữ máu cái đã. Đang toàn á. Đùa rồi, đùa. Đủ 9 warrior rồi. Rồi. Hay vào nha anh em nhá. 9 qua đã. Chắc bỏ Glacier thôi. Tầm này Glacier đang không khỏe lắm. 2 Glacier thì tôi nghĩ là không khỏe. 8 con này, 9 con đây. Ok, thế thừa cái gì nhỉ? Thừa slot nào nhỉ? À như này đủ rồi, chỉ thiếu con Aquaman thôi anh em ạ. Aquaman nữa, thiếu con Aquaman. Bây giờ là 9 warrior này, chúng ta sẽ không ngán mấy cái bộ này đâu. Clyde này thì bây giờ gặp tôi là bị đấm nó sấp mặt luôn. Đấm vào tự chết. Ơ kìa, không phải à? Chú quỷ mạnh cái này mà trẻ nhé lại không ăn được. À nhưng mà không ăn được bởi vì làm sao? Bởi vì thiếu đồ anh em ạ, chưa lấy đồ. Rồi, lấy đồ đó. Đây rồi, quá tuyệt vời luôn. Đấy, đây là trấn nhưng còn đâu nữa. Giáp xương. Cứ phun giáp và đập vào người thôi. Vừa sống dai lại vừa trâu lại vừa khỏe. 9 warrior. Bây giờ mà cho con ốc vào thay cho Medusa tôi nghĩ ngon nhỉ. Có phải không anh em? Đây rồi. Aquaman này. Bây giờ mới ra. Hoặc là có thể ra rồi nhưng mà tôi không để ý lắm. Tôi đang chăm chăm vào roll thì con chú quỷ lên 2 sao. Tôi cũng không chú ý lắm vào cái con Aquaman. Không biết là đã roll ra chưa. Nhưng mà tôi nghĩ là như này là ổn rồi đấy. Chả cần phải lên 2 sao. Chú quỷ lên 2 sao là được. Mấy con còn lại kích hệ hết đấy mà. Thậm chí là 1 sao nó còn ngon hơn ấy. 1 sao thì khi mà nó hiến tế nhanh thì cái bọn Kira nó sẽ tăng đam nhanh thôi. Nó sẽ khỏe hơn. Chú quỷ vụt đau thật sự. Sắp kết thúc ở đấy. Rồi để tôi lắp đồ cho con chú quỷ cái đã. Đau vừa lấy lại quên. Mấy cái món này bây giờ đổi cũng chả được cái gì. Thôi rồi. Đúng rồi.
Tôi nghĩ là con ốc này nó sẽ vào thay cho Medu nó hợp lý này. Ốc nó vòng đằng sau là một, thứ hai là gì là nó cũng có thể gây đam. Thôi ốc cũng chỉ cần 2 sao thôi anh em ạ. Ok, thằng mết gặp đi em nào. Thằng mết gặp đấm chết luôn. 9m, 9m được kẹp với cả rớt. Không gặp anh em ạ. Gặp ngay cái thằng Goblin. Nhưng mà tôi nghĩ là thằng Goblin này thì cũng gặp tôi thì cũng toang thôi. Đây là một cái bộ 9 Warrior tối thượng rồi. Lên được level 12 cơ mà. Đỡ làm sao được. Đừng bảo là vẫn đỡ rồi nhá. Điêu vậy. Ui vãi đài. Chú quỷ chẳng lẽ không ăn được à? Thôi sao? Thế nó vẫn ăn được. Mất thời gian thật. Chú quỷ lên 2 sao đi xem nào. Lên nổi không? Hết tiền. Xem là có lên nổi 2 sao không? Chán đời con chú quỷ lừa này. Trời ơi, trứng này anh em nhìn này. Trứng này một là không là chú quỷ level 1 đến hết game luôn đấy. Đến chết luôn chú quỷ level 1. 2 là gì? Chú quỷ level 3 đấy anh em ạ. Bây giờ ra tôi thêm 4 con chú quỷ nữa đúng không? Không, 3 con nữa thôi. Chỉ cần 3 con chú quỷ nữa thôi là tôi sẽ đưa nó lên được 3 sao. Chưa bao giờ cầm con chú quỷ 3 sao để chơi luôn ấy. Không biết là có mạnh không. Nhưng mà tôi nghĩ là 2 sao mạnh như này rồi thì 3 sao mạnh lắm. À đâu, mới có 1 sao mà. Làm gì đã lên 2 sao. 1 sao là cân cả coi như là team rồi. Rớt dập được 2 lần rồi luôn. Nhưng mà vẫn gánh team anh em ạ. Ui giời, thằng này đi chắc rồi. Tôi nhìn con chú quỷ tôi biết là nó có thể sống được rồi. Trời ơi, anh em nhìn cái con gót chưa? Con rớt nhá, chỉ cần là một đập là gần tèo luôn. Đến cái vả thứ hai là bay màu. Đúng hai vả. Úi giời, kết thúc trận đấu rồi hả? Nhanh thế. Ảo thật sự. Chả biết là như nào mà lại kết thúc được. Có thể là cái thằng 9m nó ăn cái thằng kia, nó đẩy thằng kia chết luôn. Chứ Goblin thì toang nó. Gặp mết thì rõ ràng là không có cái cửa nào ăn được rồi. Rồi anh em thấy hay để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian mà anh em vẫn muốn xem cái bộ Warrior trong beta mới này thì anh em có thể chọn clip bên trái anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ Half Orc tối thượng. Nó tối thượng thì cỡ như nào anh em nhá. 12 con kết hợp với Clyde với một cái con ngựa 3 sao. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của bộ video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.